Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết năm 2018, sau đợt nghỉ Tết Mậu Tuất, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày thống nhất đất nước tức ngày 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5. Luật Lao động quy định công chức, viên chức và người lao động được nghỉ duy nhất một ngày trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch. Nếu ngày đó rơi vào cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày đi làm kế tiếp. Năm 2018, ngày 10 tháng 3 âm lịch là thứ tư, tức ngày 25 tháng 4 dương lịch nên người lao động được nghỉ một ngày. Bên cạnh đó, vào dịp kỷ niệm thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, trong đó ngày 28 và 29 tháng 4 là ngày nghỉ cuối tuần, còn 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là ngày nghỉ lễ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng lưu ý các đơn vị, cơ quan bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt cho công tác phục vụ tổ chức nhân dân. Thông báo nêu rõ, cơ quan đơn vị không thực hiện nghịch lịch nghỉ lễ, cố định thứ Bảy, Chủ nhật cần căn cứ vào chương trình kế hoạch của đơn vị để bố trí nghỉ cho phù hợp.